Đây, đây là chỗ tập kết của Phương Dừa đây mọi người ơi. Đó, đồng bọn Phương Dừa đây. Chưa không con? Chưa không? Hồi đông rồi. Làm gì đâu hồi, khô gông hả? Ô làm bông đẹp quá vậy? Thì này với ao thì con làm bông đẹp quá vậy? Ừ, với ao mà. Con làm rửa cũng được. Con xoài hả? Mày làm cái gì mày làm? Mày ăn cái rửa nó nhà mình đó hả? Tao tự. Con kia. Còn không? Đây bên đây là đang lặt cơ ông Tuấn. Ê trời ơi, chiếc em. Ăn ăn coi con, ăn coi chú thấy thèm không? Trời ơi. Chua không? Không. Đúng hơi hơi quỷ. Mười cái. Ác quá. Phải hắn ra. Mặc áo ăn mặc áo kìa. Không được. Không được hả? Đây con bảo nó làm hoa súng nó tặng cho bạn gái nè. Nè, anh hai làm một cái hoàn thành nè. Dạ, anh hai làm cái hả? Nè. Anh hai con làm. Mà con mới làm sao thất bại giờ thành nhiều. Vậy hả? Thất bại rồi hả? Này con chú Út, này con chú Bân. À. Con thứ mấy? Dạ ba con thứ hai. Ừ. Lớn nhất luôn. Ba Trang. Trang ơi. Mập miếng thôi. Cho em miếng kìa. Má có ăn đây là dưới gốc xoài luôn mọi người, xoài ra trái rất là nhiều, con bé này nó ăn cóc. Coi con Cường nó ăn cóc. Ngồi dưới gốc xoài mà đi ăn cóc. Ngồi dưới gài ăn cóc hay xài xài sợ. Thấy ăn mấy chua vậy. Để ăn cóc xài giùm con mà hỏi chữ chết. Ôi đó. Ủa mà mày tắt anh miếng rồi. Má không nên hả? Cho anh Tâm cho ăn miếng kìa. Con súng có cái thẻ cho em trẻ luôn nè. Không có cộng vậy đó. Để em đòi. Nó có cộng vậy đó. Rút lại còn chừng nó mất tạm. Ừ. Đổi vô đây nha. Nấu nước sôi xong rồi nhúng luôn. Ơi. Chua không? Ấy da. Em á hả? Không biết tắt nè. Chú ơi chú, giờ chú chấm một mình nè, còn mấy con sao chú? Trời cho mấy nhỏ chấm. Chú mang mình lên. Ê con miếng hồng chơi miếng. Không biết coi em miếng hồng. Gì miếng nhỏ xíu hả? Bự xíu ơi. Cho em miếng thôi. Trời ơi, ăn nó thèm không? Cho con bé xuống răng một cái nè. Dắt kèo à, chừng nào mới làm xong à? Chưa biết nữa. Chắc cái chiều rồi. Ở đây tới chiều luôn nha. Chú ơi, quay phim nhỏ này hát đi, nhỏ này hát hay. Hát hay không? Hát chung nghe coi, quay gì? Giọng này hay nè. Có nhiều không? Bình thường giờ này chiều phải nhiều nhấp cái ca nè. Trời hay nhiều nhấp không? Con bữa đó chú chưa biết rồi. Cầm đi múc. Kìa, người ta múc rồi kìa. Nửa nồi ha. Nói mà cái người ta đi múc mất tiêu rồi. Trời ơi, ăn nước nhiều quá. À, nè. Nè. Nước nữa đây, nhiêu đó không đủ đâu, không đủ. Chứ giống ba con rồi đó. Ba con hèm mất. Thấy không? Không ai đút cá kìa nè. Bằng cá chưa? Bằng cá chưa? Rồi cái dao nãy đâu mấy đứa? Ai biết. Nhà nó bất kỳ. Cấm không con? Cái nhà nó bất kỳ. Rồi chú nhà thôi. Chú nhà đi rồi. Chú nhà ngươi. Chú còn miếng hả? Trời nó ăn rồi má ơi. What? Nguyên lấy chú mượn cái ca luôn Nguyên. Ca nhỏ. Trời ơi. Ca nhỏ. Ngon không con? Ngon. Trời ơi. Đây cái xoài này mọi người. Đang dưới gốc xoài. Cái bà. Coi không? Mới lai à. Coi. Sáng mới có miếng chán bỏ ớt đây. Trong một đám nít là có mình chỉ là gái á. Cưng không?